Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Hơn 30 triệu đồng cho một bộ PC ISTX, các bạn cần quan tâm tới yếu tố nào? Theo mình, đó là yếu tố về main. Thì ở đây mình đã có mẫu main đến từ ASRock có mức giá hơn 3 triệu đồng, ASRock B50M ISTX AC. Thì cái mẫu main này sẽ sử dụng chipset là B550. Và mình sẽ lưu ý đối với anh em, nếu như anh em mua cái mẫu main này về thì cần phải lưu ý một chút, thì ngay ASRock cũng đã in luôn trên vỏ hộp, đó chính là cái mẫu main này sẽ không support cho CPU AMD Ryzen 5 3400G và CPU Ryzen 3 3200G. Còn lại tất cả những dòng CPU khác, miễn là sử dụng socket ARM4 cắm lên mẫu main này thì đều sẽ nhận. Thì ở đây mình sẽ cắm luôn mẫu CPU, đó chính là AMD Ryzen 5 5600X 6x12 luôn. Và mẫu CPU vô cùng mới đến từ AMD, thật ra là mới nhất rồi, được sản xuất trên tiến trình đó là 7 nanomet. Và cái mẫu CPU này sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu từ làm việc thông thường cho chơi game. Ở trong tầm giá của nó thì gần như em này là khỏe nhất rồi, gần như thôi nhá. Có thể là một mẫu CPU khác của AMD mạnh hơn thì sao, biết đâu được. Rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại với vấn đề về main. Thì cái mẫu main này, theo như mình nhìn vào đây thì hệ thống cấp điện cho CPU cũng khá là ổn. Các bạn hoàn toàn có thể cắm được Ryzen 7 nếu các bạn muốn. Nhưng theo mình, các bạn nên dừng lại ở Ryzen 5 và tận dụng khả năng ép xung được của cả hệ thống AMD. Thì đấy sẽ là một cái lựa chọn hiệu quả nhất. Còn về thành phần RAM thì sao? Thì trên cái mẫu main này sẽ có sẵn là 2 GB RAM. Thì mình cắm đó là 2 thanh 8GB với tổng dung lượng là 16GB. Các bạn nào thích dung lượng lớn hơn thì có thể cắm 2 thanh 16 hoặc là 2 thanh 32 thì đều ok. Rồi thì đến những thành phần linh kiện khác đi. Ví dụ như về khe SSD thì sao? Đối với khe SSD, SDM2 thì bây giờ chắc chắn là phải có rồi. Thì cũng có sẵn một cái khe SSD để bạn có thể cắm vào. Và trên khe SSD này có sẵn một thanh heat sink để có thể tản được cho SSD một cách hiệu quả hơn. Còn về khe PCIe chỉ có duy nhất một khe X16 hỗ trợ PCIe 4.0. Bởi vì đây mẫu main ISTX sẽ không thể nào có quá nhiều khe PCIe được. Thì đối với khe PCIe X16 và PCIe 4.0 này thì mình sẽ sử dụng luôn, đó chính là một mẫu card đồ họa cũng hỗ trợ PCIe 4.0. Đó là mẫu card đồ họa đến từ ASRock luôn. Thì ở đây mình đang có là ASRock Challenger AMD Radeon RX 6600. Đây là mẫu card đồ họa có mức giá rơi khoảng chừng 14 triệu đồng. Một mức giá có thể nói là rất thấp để anh em có thể mua về chơi game. Nếu như mà đặt lên bản cân so sánh để anh em biết được hiệu năng thì em AMD này sẽ mạnh hơn RTX đó là 2060. Còn về cái yếu tố quan tâm, đó chính là ASRock là một hãng mới trong cái vấn đề sản xuất card đồ họa. Thì liệu nhiệt độ của em nó ra sao? Thì mình sẽ miêu tả một chút về phần ngoại hình. Thì bảng mạch của em này tương đối ngắn thôi, sẽ sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin và điện năng tiêu thụ sẽ là rơi khoảng chừng 100W. Tiếp theo là về hệ thống ống đồng, thì ống đồng được trải đều từ trước ra đến sau thôi. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây thì bảng mạch thì hơi ngắn nhưng mà cạc lại rất dài. Thì sẽ sử dụng đó chính là 2 quạt. Và cái nhiệt độ khi mà sử dụng ấy, bởi vì cái điện năng tiêu thụ không quá cao, chỉ dừng lại ở 100W, mà cái quạt cũng không hoạt động quá ồn, chỉ rơi khoảng chừng dưới 50% thôi, cụ thể từ 30-50% tùy từng trường hợp. Và cái nhiệt độ tỏa ra rơi khoảng chừng hơn 60 độ C trên một cái vỏ cây có thể nói là mini như này và rất là bí gió. Và mình không lắp thêm bất kỳ một hệ thống quạt nào để airflow trong máy, cả trước cả sau mình không lắp thêm, mình chỉ để ở này và test xong phần phòng điều hòa 25 độ C thì các bạn có thể thấy được là cái card đồ họa này tỏa ra không quá nhiều nhiệt, thế nên các nhãn thủ không phải quá băn khoăn. Còn về những cái thành phần khác thì sao nhỉ? Tản nhiệt cho CPU thì như thế nào? Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những mẫu tản tháp dành cho CPU, nhưng các bạn vẫn cần cân nhắc một chút sao cho phù hợp. Thì ở đây mình lắp thêm một mẫu tản đến từ nóc tua để đảm bảo là nhỏ gọn nhưng cái hiệu năng đem lại vẫn vô cùng tốt. Và bây giờ thì mình sẽ test hiệu năng chế độ phân giải Full HD để các bạn có thể thấy được là cái combo Full AMD sẽ như thế nào nhé.
Vậy thì anh em đánh giá sao về combo hơn 30 triệu đồng full AMD của mình? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận để cho chúng mình được biết. Hẹn gặp lại mọi người ở trong video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.